Đây đều là các hiện vật gắn liền với những thời điểm quan trọng của thế kỷ 20, trong đó đáng chú ý là các bản thu âm chính trong album đầu tiên của Bob Dylan. Ông Alan Ettinger, người sáng lập và là chủ tịch của nhà đấu giá Guernsey, cho biết. These are studio master tapes. Đây là những cuốn băng phòng thu chính. Ba trong số chúng có tổng cộng 3 giờ ghi âm được thực hiện vào năm 1961 tại thành phố New York tại phòng thu của Columbia Records khi album đầu tiên của Bob Dylan được thực hiện. Tiếp đến là bức thư viết tay của cố Tổng thống Mỹ John Kennedy có ghi chú về cuộc đua vào vũ trụ, trong đó ông có đề cập việc đưa con người lên mặt trăng trước cuối thập kỷ đó vào năm 1970 hay như học bản lớp 6 của Elvis Presley dự kiến sẽ thu về từ 10.000 đến 15.000 đô la Mỹ khi được đem ra bán đấu giá. Một hiện vật khác cũng được cho là vô cùng đắt giá và hiếm hoi, đó là bản sao chưa mở của album The Beatles, thường được biết đến với tên gọi là album trắng, một bản sao đặc biệt. Ông Alan Ettinger cho biết thêm. To a collector, the fact that this is... Đối với một nhà sưu tập, thực tế là đây là tình trạng còn niêm phong, không thể tuyệt vời hơn. Điều đó khiến nó được cho là có giá trị nhất trong tất cả album trắng và chắc chắn cũng là một trong những album thu âm có giá trị nhất trên thế giới. Ngoài ra, một số vật dụng cá nhân liên quan tới nhà văn Mỹ nổi tiếng Henry Miller hay cùng vé thi đấu bóng chày Yankee World Series cũng nằm trong số những hiện vật được chờ đón trong cuộc đấu giá sắp tới.